Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc Pre đến từ thương hiệu Goldmoon. Nhìn quý vị và các bạn nhìn thấy đấy, bé như cái kẹo thôi nhưng mà rất là đắt. Đó. Cái dòng Goldmoon thì gần như là không có cái gì là rẻ cả. Đó. Và một lát nữa em sẽ mở cái nắp ra và em đã mở sẵn rồi đây. Em sẽ quay cái ruột gan xem chia sẻ với quý vị và các bạn xem có cái gì nó nổi bật không mà nó lại đắt thế. Đấy. Em nghĩ là một phần nữa vì do thương hiệu. Và cái phần nhiều nó là do chất âm. Dòng Goldmoon thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Thụy Sĩ. Đất nước mà chuyên sản xuất những cái chiếc đồng hồ đẳng cấp trên toàn thế giới. Chiếc Pre này là từ Nhật về. Đó, từ Nhật về là khiển zin đúng đời này. Volume, tắt tiếng. Đó, reset. Đó, chiếc khiển là đúng đời, khiển xịn luôn các bác nhé. Đấy. Cái mặt này cũng là phay nhôm trước này. Đó, phay nhôm trước. Khiển to như cái máy luôn, khiếp. Khiển khiển to gần ngang với cái máy. Đó. Goldmoon Made Swiss Maje. Còn rất là đẹp, rất mới. Đây. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc Pre đến từ thương hiệu Goldmoon. Goldmoon là một trong những cái thương hiệu theo cái cá nhân của em bây giờ là thương hiệu gần như là hàng đầu chuyên sản xuất những chiếc giày bao, những chiếc âm ly tích hợp high-end cao cấp của Thụy Sĩ. Đó. Và đây là hôm nay em giới thiệu với các bác là chiếc giày đến từ Goldmoon đây. Bên tay trái em đây là các cổng đường vào. Đó. Và một lát nữa em sẽ tháo nắp ra để cho các mở quay cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và cái đường đây là đường monitor. Đó. Và đây là tắt tiếng này. Và đây là volume. Nhìn thì rất đơn giản thôi nhưng mà gần như là không có cái gì cả. Nhưng mà những dòng high-end thì người ta làm rất là đơn giản. Đó. Mặt thì mặt mặt nhôm. Mặt nhôm nhưng ngoài một phủ một lớp sơn tĩnh điện. Đó. Và cái logo thương hiệu Goldmoon đây. Đó. Thương hiệu Goldmoon VSRP2 Premium Swiss Maser. Đó. Goldmoon. Và em đã tháo ốc sẵn đây rồi, em sẽ quay cho các quý vị và các bạn. Đây là phía sau. Ở phía sau về đây nó là cái nguồn vào này, bên trên có cái cầu chì này. Đó. Này hàng thì Nhật về. Và đây tất cả là các đường vào. Input 1, input 2, input 3, 4, 5, có rất nhiều đường vào và đây đường để đường đường ra. Output ra và tap out ra là đường hai đường ra. Đó. Goldmoon. Cũng như quý vị và các bạn đã biết thì là thương hiệu Goldmoon thì gần như nó không có cái gì rẻ cả. Đó. Gần như nó không có cái gì rẻ. Từ những cái âm ly tích hợp nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng tới 300 400 triệu. Đó. Nên là những cái dòng của Goldmoon thì rất là đắt và những có những cái bộ bây giờ lên tới hàng mấy chục tỷ. Đó. Goldmoon đây. Đó. Tem mác đầy đủ. Goldmoon VSRP2. Nhưng mà dòng Goldmoon thì công nhận là tiếng đẳng cấp thật các bạn. Tiếng nó ngọt và nó sạch sẽ chi tiết lắm. Đây là cái lắp lắp bằng 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 sắt luôn, rất là xịn. Và cái giá của con này thì cực kỳ là tốt rồi. Wow. Đúng là thật là không phải tự nhiên mà nó đắt các bạn. Đấy, không phải tự nhiên mà đắt các bạn nhìn cái ruột gan này. Đó, bé tí thôi nhưng mà từ những cái chi tiết nhỏ đây nó làm rất là xịn sò. Đó, toàn mạ vàng hết. Giày dở thì đâu ở đấy, rất là xịn. Đó. Và đây là cái nguồn nguồn xuyến và đây là cái volume vạch vị volume. Đó, và đây cái hai cái trái tim của máy đây. 2 4 6 8 quả tụ Philips. Đó. 8 quả tụ Philips, tụ này tụ hai đầu tụ xịn rồi. Và đây là hai cái cục IC. Đó, máy thì như mới rồi. Vị vị viết rất là mới. Và đây là cái đây này. Cái logo đây. Logo dập luôn trên vị luôn. Goldmoon. Đó.
rất là xịn sò, nói chung là không phải tự nhiên mà nó đắt các bạn ạ. Đó. Cái này mạ vàng ấy chứ, cái này mới, cái này có khi tháo ra cũng bán được mấy cây các bạn ạ. Vui thôi, cái đấy là mạ 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 thường thôi, bán được mấy cây ấy. Cả tụ tị zin test là đẹp. À, và cái dề gold moon này giá em đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá 38 triệu. Còn dưới này nó có bị một chấm tí xước nhẹ này. Đó. Đấy, cái dề này thì em nghe thực tế rồi, rất là hay, rất ngọt. Các bác nào mà đã chơi dòng này thì biết đến cái chất âm nó rồi. Và video clip giới thiệu đến quý vị và các bạn đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.